Vâng, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn mẫu sản phẩm mới, đó là cái mẫu sản phẩm súng lục ha. Và súng lục này là loại lớn nha bạn. Các bạn nhìn trong clip vậy thôi chứ ở ngoài thì nó bự nha. Đó, và nó sẽ có cái băng đạn vậy. Đó. Thường súng lục nhỏ thì nó chỉ bắn được một viên thôi. Còn đối với súng lục này sẽ có băng đạn 6 viên như thế này. Chúng ta chỉ cần bỏ đạn, chúng ta gài vô, chúng ta bắn thôi. Đó, súng này thì của hãng FG. Thì đối với hãng FG á, thì nhựa của nó rất là đẹp nha. Đó, nhựa của nó rất là đẹp và sắc sảo. Đó, rồi mỗi lần ta bắn, chúng ta lên đây, chúng ta bắn mạnh lắm nha. Đó, mỗi lần bắn là băng đạn nó sẽ lên. Đó, và đặc biệt cái súng này có đèn. Đây, khi bạn mua về nó có pin đây nè. Đó, các bạn gỡ ra ha. Đó, các bạn gỡ ra. Đó, bắn lên có đèn nha. Đẹp nha. Đó, khá là đẹp. Đó, thì giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn gắn đạn. Nói chung cái mẫu này dễ. Và gắn đạn chỉ có một hướng thôi. Đây, các bạn nhìn nè, cái khía nó ở đây, đây có cái lỗ này nè. Đó, các bạn đài cà vô đúng này được, gài ngược thì nó không vô được ha. Đó, rồi thì đạn á, thì bộ sản phẩm của nó sẽ có là 6 viên đạn như thế này, và sẽ có hai cái bia tập bắn ha. Đó, thì về các bạn có bia để bắn, hoặc chúng ta có thể mua tấm bia tập bắn tự động như là phía trước màn hình các bạn đang thấy đó. Đó, thì cái mẫu bia đó khi các bạn bắn ngã 3 bia thì nó sẽ tính cho các bạn là 1 điểm ha. Đó, bia tự động thì các bạn có thể chơi với bạn bè của mình. Rồi, về đạn thì chúng ta sẽ bỏ vô như thế này. Ở đây mình lấy đạn hít nha các bạn. Đó, đó, chúng ta sẽ bỏ vô. Thì các bạn có thể mua thêm đạn về để sử dụng ha. Đó, súng này nhựa rất là đẹp. Rồi, chúng ta gài vào. Đó, đó, thì khi gài vào nó nửa viên đạn như thế này nè. Đó, thì các bạn kéo một phát. Đó, thì khi này viên đạn nó vào ngay giữa ha. Đó, và ông ta bắn đây. Đó, và chúng ta kéo viên thứ hai, chúng ta để. Đó, kéo viên thứ ba. Đó, thì sau khi bắn 3 viên thì nó sẽ dừng lại, và chúng ta lên nòng, chúng ta quất tiếp. Trời ơi, bắn dở kìa. Đó, thì nói chung là bắn như vậy đó ha. Còn bây giờ mình sẽ bắn thiệt nè, nãy giờ là dẫn chơi thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắn cho các bạn xem ha. Đó, mình sẽ bắn từ xa, nãy bắn gần quá. Đó, 6 viên chính hết, 6 viên nha các bạn. Đó, khá là thú vị. Đó, thì các bạn để ý là mỗi lần ta bắn đạn á, thì cái ngã ba cá xuống á thì nó sẽ tính 1 điểm ha. Đó, rồi rồi mình đụng bàn cái nó kêu. Nó bị nhạy cảm đó. Đây, sau khi gắn xong chúng ta chỉ cần rút cái băng đạn qua và chúng ta thay đạn mới vào thôi. Đó, đây là bên trong của nó. Nói chung nhựa của FG là khỏi chê, cây nào cũng ngon hết đó. Thì các bạn có cạo ra đi nữa, tại nó không phải là sơn ha. Nó là mỗi cái phần nhựa nó sẽ là một cái màu khác biệt luôn, chứ không phải là nó làm nguyên liệu đen rồi nó sơn đỏ lên. Còn cái này là nhựa nào màu nào ra màu đó, nhựa đỏ là đỏ, đen là đen ha, mỗi phần khác nhau, cho nên là nó không có bị tróc sơn. Và nhìn cầm nó rất là chắc tay và nó khỏe, cho nên là mình hay bán những cái mẫu FG cho các bạn ha. Và cơ bản thì cái mẫu súng của nó cũng rất là đẹp. À, mẫu này có đèn nha, bạn nào thích đèn rút ra. Đó, tiết kiệm pin thì chúng ta không cần rút ra. À, chúng ta chơi không cũng được. Đó, đây là thiết kế của băng đạn. Đó, chúng ta gài vào. Đó, chúng bạn đẩy nhẹ lại vô. Đây, đó, lại vô, khi các bạn kéo lên. Đó, thì là nó vô khớp ha. Đó, bắt phát bắt trúng nè, một viên nè. Đó, các bạn đẩy vô. Đó, đẩy mạnh quá. Đó, đạn ngay giữa các bạn để. Bây giờ đây, bắn. Đó, kéo lên. Rất là thú vị.
thì mình đã test xong cái mẫu súng này nha các bạn. Mẫu súng rất là đẹp và ngon. Đó. Thì nếu các bạn quan tâm mẫu súng này, các bạn có thể truy cập vào website trực tuyến asin.vn và gõ một từ khóa là FG908 hoặc là FG883 thì sẽ ra mẫu sản phẩm này, hoặc bạn click vào đường link bên dưới video thì nó sẽ ra cái mẫu sản phẩm này. Đó, hình ảnh ha. Và bộ sản phẩm của nó sẽ gồm có một cái súng như này, hai cái bia tập bắn và 6 viên đạn ha. Ngoài ra bạn có thể mua đạn thêm để chúng ta dự phòng ha. Đó. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo và thú vị sẽ gửi các bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa, Asin xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.